Bài tiếp theo trong phần tờ luận ngày hôm nay đó là mong mọi người squat chất sự những người cũ thêm cho cái viên gấp 2 gấp 3 lần, ok, những người mới
giữ nguyên mặt cũ của mình thêm cặp đôi thôi. Hôm nay mình sẽ có ba học ha. Biết stem, quay and quay stem. Tập trung vào mông, mông đùi thế. Rồi đầu tiên cặp chân hai lần đặt được phần vai sườn của mình, chân đưa thêm biết stem rộng phần hông ngoài hông thì đi ha. Thế rồi xích cái bụng lại. Hy vọng sẽ là tiếng Việt rất khó. Squat, score. Rồi, chúng ta hít lại. If you're looking for a home, you are not alone. Now, I don't know.
Bài tiếp theo, phần cơ nhỏ, cơ ngực. Từ đây mình giảm phần 3 so với bài squat hoặc là tập cô so với bài phải làm thế. Rồi, hôm nay có một điều bất lợi mọi người nha. Không cần phải dạy đi liên tục vô thế. Rồi, lấy cổ người ra. No push up on the barbell. Thế. Rồi tay mở rộng, chân sát bụng lại, cặp chân ta lên, tay đặt ngoài miệng hà trên đùi của mình, thế, rồi nằm xuống đi ạ. Vui lắm gái mọi người ạ. Rồi cố lên.
lật đẩy để coi again one two three four then push break your core xin thành một
trái. Go!
Chúa.